không được nữa. Tại sao vậy Đức? Không được. Tại sao lại không? Mặc dù mình thật sự có tình cảm với nhau mà tại sao lại không? Đức biết tình cảm là một chuyện, khi chúng ta có tình cảm dâng trào thì chúng ta sẽ đến với nhau và sẽ yêu nhau và sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng sao? Sẽ dẫn đến chia tay. Rất là nhiều người đã chia tay nhau. Đức vậy... không muốn có chuyện đó. Vậy ý Đức là sao? Đức không muốn có chia tay, cho nên mình đừng đến với nhau sẽ không bao giờ có chia tay. Thư à, chơi như vậy mà chơi được hả? Ủa giỡn đó mà. Giỡn cái gì? Mấy người hung tôi cho đã. Đúng rồi. Đánh thiệt. Đánh thiệt luôn, hẹn tôi cho đã. Giỡn mà đánh thiệt luôn. Bây giờ đối xử với chị vậy thôi. Thôi chị. Giỡn mà đánh thiệt, đang vui vẻ mà quạo luôn. Thôi không cọc nè. Phim trường chứ không phải là cái công viên mà tỏ tình tỏ ơ đâu. Đây là chương trình gì Lâm Tí Dạ? Đây là chương trình À Đúng Rồi. Ngày hôm nay tôi là MC và đây là hai đội trưởng. Kế bên tôi là hai khách mời. Khách mời gì đâu mà người ta chưa mời đã đến. Quậy tưng bừng. Sao vậy? Đức quạo rồi. Đức quạo rồi. Tôi bị gài. Tôi bị gài. Gài sao anh? Gài nói là chúng ta hãy có một màn xuất hiện thật ấn tượng đi. Và tôi đã nghĩ đến một cái tiểu phẩm nhỏ. Tiểu phẩm là nếu không yêu sẽ không có chia tay. Đúng. Gài rồi, khi mà chúng ta đến như vậy thì sẽ đúng lúc đó tôi sẽ đau khổ, buồn, tuôn. Nhưng không có nói tới cái chỗ không có thoại chứ không tập trước cái chỗ là sẽ tán. Tự nhiên vô tán. Tán rất mạnh. Ăn lương không bao nhiêu mà ăn nguyên cái tán. Đúng. Đâu đưa em coi coi. Đang vui vẻ quạo. Có sao không? Mở mặt ra. Ôi trời Đức ơi, anh phải cảm ơn Thư chứ. Giờ cú tán đó mà mụn văng ra rất nhiều. À đúng rồi. Ủa mắc gì giận, tôi không giận thôi chứ. Tán thì phải tán thiệt, còn nãy mình tập rồi nói hung, hung giả thôi. Sao? Nhưng Đức hung thiệt. Đức hung thiệt, Đức hung thiệt. Tất cả mình không tin à, xin mời chương không trình. Không hề. Tua lại. Em vừa thấy cái màn hình đó. Anh là đồ cái thứ gọi là ăn ốc bỏ vỏ. Trời ơi, ăn chị rồi bỏ hả? Có răng quên liền. Chưa ăn, khoan, chưa ăn. Chưa. Khoan. Tôi cảm thấy hôm nay tôi tới đây tôi bị gài từ đầu tới cuối luôn. Tọt nữa. Tôi diễn cái đoạn đó cảm xúc người ta phải từ từ. Nhắm mắt lại rồi. Phải cảm nhận ít nhất là vài giây thì tôi mới bừng tỉnh. Năm Thư diễn sao? Chưa kịp nhắm mắt là một cái chất. Tính toán trước. Qua. Wow. Trời ơi. Mọi người sao qua nói qua không hung mà qua nhà qua hung xối xả. Mọi người nghĩ đi, Thư nhắm mắt, nhiệm vụ của Đức là phải mở mắt canh đừng để hung. Nhưng Đức cố tình, Thư đang nhắm mắt Thư đưa vô, Đức cố tình, Thư nghe một cái sự cố tình trong đó, Thư mới là người cảm thấy tổn thương nè. Tính ra là kỹ thuật biểu diễn hai người dở hết nha. Diễn mà không chịu tiết chế gì hết trơn. Một màn mở đầu có cái tên là nụ hôn và cái tát. Bây giờ mình chọn đội cho mình chơi nè. Chọn đội nè. Chọn đội đi nè. Mời Nam Thư. Đức chọn đi, cho Đức chọn trước. Trời ơi, thật sự là. Nhưng Đức đừng chọn Dương Lâm nha. Tại sao vậy? Tại tôi sẽ không bao giờ chọn Mạc Văn Khoa. Sao vậy chị ơi? Tại tôi Mạc Văn Khoa sắp vô là thua bành sát. Vậy thì tôi đến thì đây. Thì vậy tự chọn luôn rồi đó. Ủa vậy hả? Không. Đã có đội rồi mình chọn tên đội đi. Đội này là Kiều Nam Nữ lần 2. Kiều Nam Nữ. Kiều Nam Nữ lần 2. Kiều Nam Nữ lần 2. Yeah. Bên này Mỹ Nam lần 2. Trời ơi. Những Mỹ Nam lần 2. Những Mỹ Nam lần 2. Trời ơi. Trời ơi. Tôi nghe cái chữ Mỹ Nam tôi muốn xỉu luôn. Nói luôn á. Có một chút gai ốc bên dạ. Trời. Nhìn đi. Người đây Kiều Nam Nữ lần 2. Lên giá vô giá 2. Bắt. Trời ơi. Rồi bên này Những Mỹ Nam lần 2. Trời ơi. Trời sao vô giá. Nổi da gà dạ ơi. Đúng à. Trời ơi, bình thường người ta muốn chơi sau anh muốn chơi trước hả? Ủa anh thử chuông mà. Thử chuông là chơi trước. Rồi Mỹ Nam lần 2 chơi trước. Ủa anh thử chuông thôi. Không có anh ơi, bấm chuông là chơi trước đó. Chương trình thì MC quyền lực lắm anh. Dạ. Dám cãi không? Bây giờ anh là người lên ghi nhớ truyền đạt cho em hay là để em lên? Ghi nhớ em tốt không? Chỉ nhớ em 50-50, lúc tốt lúc không à. Những lần trước cái xét xuất em ghi nhớ tốt hơn hay là em đứng đây tốt hơn? Em 50-50. Hồi nhỏ em đi học chỉ học được số 5 thôi hả? Dạ 60-40 ạ.
anh không hỏi nữa, anh lên. Em là người nghỉ ngơi để anh truyền đạt cho em. Chọn ra 9 tấm. Ok. Lẹ lên. 6. Mất thời gian quá. Quá mất thời gian. 7, 8, 9. Rồi. 30 giây ghi nhớ, bắt đầu. Rồi, rồi nha. Rồi. Hết giờ. Là anh quay vô trong hả? Ủa là từ bên này qua hả? Đúng rồi. Ê lộn rồi, vậy lộn. La 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 la
coi mà. Nói đi, nói đi, nói mà. Nói đi. Dạ ơi. Có những mối tình, có những nỗi buồn. Đừng như vậy với đất mà, tôi bảo vệ cho đất. Đừng làm như vậy với đất mà. Hết giờ tôi quý vị. Dạ hết giờ. Đang giết luôn á, đang một tay luôn á. Về đi anh ơi, về đi anh trai. Như đó đủ rồi. Khoa ơi, ra đi em. 30 giây truyền đạt bắt đầu. Tin người vui lắm nhưng mà chắc không thành đâu. 5 1 5 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
ta mà chết bò. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi thưa các bạn. Các bạn ơi, làm ơn tôn trọng lời nói của tôi đi. Sao vậy Khoa, em sao vậy? Bây giờ nhắc lại được không? Bây không nha. Đâu, bình tĩnh không? Bình tĩnh hả? Em có bình tĩnh được đâu mà mất bình tĩnh. Mà em thấy là đội bạn như thế nào với em? Em thấy bây giờ em nên chơi liền. Rồi 30 giây bắt đầu. Chảy đều ra, chảy đều ra. Chảy đều ra kìa. Anh Đức kêu chảy cái gì ra đều kìa. Hết giờ rồi, còn 15 giây. Ủa, đừng có phá người ta mà. Hết giờ. Hết giờ, hết giờ. Câu chuyện của mình là gì? Nãy giờ em nghe được gì em nói lại thử coi. Em có nghe được gì đâu mà nói. Tin người vui lắm cơ. Đúng rồi. Sống chúng ta phải tin người. Đúng. Nhưng cái lòng tin đó chắc có được bền lâu. Chính xác rồi. Anh vừa bị lừa sao? Đúng như vậy. Nếu mà chúng ta bị mất lòng tin, chúng ta phải đi nghỉ dưỡng tại một nơi sang trọng. Đúng luôn. Nội dung đó. Em mới tới đấy à? Bây giờ để biết có đúng hay không, xin mời kết quả phòng máy. Đầu tiên đó là tin người vui lắm cơ. À đúng rồi. Lòng tin đấy chắc có bền lâu. Chắc có lâu bền. Nếu không bền lâu thì chúng ta đi nghỉ dưỡng đi nào. Đi nghỉ dưỡng đi nào. À đúng rồi. Đi nghỉ dưỡng gì mà chậm như rùa bò vậy. Sao vậy anh, sao vậy? À sai rồi. À sai rồi. Thử coi ha. Biết đâu nó đúng. Bò con của con bò. Trời ơi đúng con rùa bò đấy nhá. Có chấp nhận đổi đời không? Không. Em linh như em nghĩ nên giữ 3 điểm an toàn anh ạ. Em nói như vậy rồi thì anh đâu có cãi em làm gì. Mình quyết định mình không đổi đời ha. Không cần suy nghĩ, chúng tôi cũng không cho. Chúng tôi không cho nên đừng suy nghĩ. Khỏi suy nghĩ, đúng rồi, khỏi khỏi đi. Và với cái sự tập trung vừa rồi của Mạc Văn Khoa, đội của bạn đã mang về cho mình 3 điểm. Xin chúc mừng. Kiều nam nữ làng hài, ai sẽ lên đây? Tôi. Tôi xuống vô trong live stream. Yeah. Tạm biệt. Xin mời. Tranh thủ live stream hả? Lựa 7 cái. 9 cái và nội. À 9 cái rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ten là 10 lận má. À dạ. Lộn mọi người ơi. 30 giây ghi nhớ bắt đầu. Đúng rồi, hãy tập trung vào đất nè Thư ơi. Hãy tập trung vào đất. Nhớ về cái đó nè. Nó là những cái điều phá vỡ tình cảm giữa chúng ta. Kệ những tấm bạc đó đi. Hãy nhớ tới cái giây phút lúc nãy nè. Rõ ràng là Thư gài được đúng không? Chú mỏ ra, giờ này còn chú mỏ. Nhớ cái gì mà chú mỏ lúc này. Thấy chưa? Đi dạo thì dê chẳng gặp dây đen trên cầu. Hai đứa đụng nhau. Đụng nhau rồi sẽ lòi ra Nam Thư. Nam Thư sẽ không bao giờ nhớ được những chuyện này. Hết Nam giờ. Thư chỉ đem đầu chị nhớ về người nào đó thôi. Hãy thả Kiều Nam ra ngoài. Mời Kiều Nữ về chỗ. Vừa mới gặp cái mình nhà qua liền đúng không? Sao khóc?
30 giây truyền đạt bắt đầu. Nè, có một câu chuyện nó nhớ thôi không giữa một con gái chúng ta. Con sáu năm trước, chân thân màu tình yêu. Đúng rồi. Để bây giờ làm gì? Bây giờ làm gì bây giờ? Chân thân màu tình yêu. Ăn sớm à. Ăn sớm à. Ăn sớm à. Ăn sớm à. Trời ơi. 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 Trời làm gì? Trời làm gì đây? Trời ơi. 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 Rồi sao nữa? Hết giờ rồi. Ok. Rồi cố gắng nó được. Mệt quá. Sao chơi cái game này nhức đầu quá vậy? 30 giây bắt đầu. What time? What time? Oh. Well, well, well. Ok, chuyện tình yêu của một cô gái. No, no, một cô gái bé nhỏ từ vùng đất vùng tàu. Cô đắm đầu vào tình yêu, yêu một cách mù quáng. Mù quáng. Chuyện tình yêu bắt đầu từ trường sân khấu. Có một nam diễn viên yêu một nữ nghệ sĩ. Thôi ơi. Hết giờ, hết giờ. Thôi. Hết giờ. Thua thua non. Người chơi của chúng tôi là tuyên bố thua non. Thua non. Thua non nghĩa là không chơi nữa. Không chẳng chơi. Tôi không sắp hết nhưng mà tôi tính mấy cái này thôi. Bạn tính như đó thôi. Tôi quá nghe câu chuyện quá mệt mỏi rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì game nào cũng nhắc đến câu chuyện này. Cô gái Vũng Tàu. Cô gái Vũng Tàu xà băng gì đó hả? Rồi có nhiều lấy nhiều ha. Lấy nhiều. Câu chuyện là gì? Nghe đờn. Nghe đờn. Là cái gì? Xe ta bố bọn trên đường. Hoặc vô đây em ơi. Sau đó? Sau đó ghé vô một tiệm ăn đồ ăn sơn hào hay gì. Yes. Sau đó? Người ta dòm ngó mình quá. Bơ đi mà sống. Bơ đi mà sống. Sao quan mang vậy? Sao quan mang vậy? Tiếp theo là gì? Nhiều khi nó lộn vị trí thì cũng là sai hả? Đúng sai. Như vậy. Ê chà. Tiếp theo là gì? Rồi hết thời gian, còn mấy giây nữa? Một cái vẻ gì đó rất là thất vọng trên cái mặt của Kiều Nam nữ lần này. Thì đó. Lấy cái tên quá anh chi mà giờ thiệt khổ ghê. Mời phòng máy cho kết quả. Che em pom pom trên cầu. Wow. Đúng rồi. Ghé vô ăn sơn hào hải gì. Wow. Đúng rồi. Ai cũng nhìn ngó quá, mình bơ đi mà sống. Đúng rồi, 3 điểm. Ăn cái để làm thắng nè. Ăn. Một là ăn điểm, hai là ăn dép của năm thứ. Đúng, không dữ vậy. Còn mấy giây nữa. Yes. Đúng rồi. Vậy thôi mình coi cái này nữa không? Coi luôn. Còn mấy giây nữa thì bắp xào nó chín. Xui luôn. Nhưng mà dù gì mình cũng đã thắng đội người ta rồi. Rồi. Xin chúc mừng. Tôi muốn đổi đời. Yeah. Đổi con tôi... khỉ. Con khỉ à. Đổi đời với điều kiện là bạn sắp xếp hết. Còn bạn sắp xếp bao nhiêu đây? Bạn đòi thua non mà đổi đời gì? Về chỗ. Về chỗ. Yeah. Vẫn thắng. Hay quá Lâm ơi. Yeah. Giữa bạn tác phong ba chị em mình vẫn vượt qua. Đúng rồi. Bạn thấy chưa? Bạn là người xấu. Lêu lêu. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah yeah yeah.